Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV. Hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc chính thức lên tiếng ủng hộ Huawei trong cuộc chiến với Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp và công dân của mình. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 8 tháng 3, bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá các quyết định gần đây của Mỹ liên quan đến Huawei và giám đốc tài chính của tập đoàn này, Mạnh Vạn Chu, là động thái chính trị có chủ đích. AFP dẫn lời ông Vương nhấn mạnh, chính quyền Bắc Kinh ủng hộ Huawei dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình và không trở thành những con cù im lặng. Cũng theo Ngoại trưởng Trung Quốc, nước này sẽ tiến hành tất cả các bước đi cần thiết và kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp và công dân của mình. Tuy nhiên, ông Vương không nói rõ các biện pháp Bắc Kinh có thể dùng đến là gì. Phản ứng trước tuyên bố trên, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad nói, động thái của Bắc Kinh đang giống như trả đũa, đồng thời nhắc về việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó ngày 7 tháng 3, Huawei mở họp báo thông báo chính thức việc khởi kiện chính phủ Mỹ tại tòa án ở bang Texas liên quan đến đạo luật của chính quyền Tổng thống Trump về việc ngăn các cơ quan liên bang mua trang thiết bị và dịch vụ của Huawei. Huawei nhấn mạnh, tập đoàn này chưa bao giờ nhận yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh để mở cửa hậu phục vụ thu thập tình báo. Trong khi đó, Mỹ nhiều lần cảnh báo hệ thống của Huawei có thể được Trung Quốc sử dụng để làm gián điệp tại các quốc gia khác. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Trump nói, tôi và Chủ tịch Kim Jong-un quan hệ vẫn tốt đẹp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mối quan hệ giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tốt đẹp, bất chấp thất bại của hội nghị thượng đỉnh tuần trước ở Hà Nội. Mối quan hệ của chúng tôi nghĩ rằng vẫn đang tốt đẹp, ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc ngày 8 tháng 3. Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 vào ngày 27 và 28 tháng 2, theo AFP, đã kết thúc trong bối cảnh không có thỏa thuận chung giữa hai bên. Trước đó, cũng trong ngày 8 tháng 3, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu tiên thừa nhận sự thất bại của thượng đỉnh Mỹ Triều. Người dân trong nước và công chúng nước ngoài cảm thấy hối tiếc, đổ lỗi cho Mỹ vì thượng đỉnh đã kết thúc mà không có thỏa thuận. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, viết tắt KCNA, cho biết, sau thượng đỉnh ở Hà Nội, tuần này các nhà nghiên cứu và cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang rục rịch xây dựng lại bãi thử tên lửa tầm xa Sohi. Năm 2018, ông Kim đã đồng ý tại thượng đỉnh Mỹ Triều lần nhất sẽ đóng cửa một phần bãi thử Sohi như một biện pháp để xây dựng lòng tin với chính quyền ông Trump. Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ rất thất vọng nếu các báo cáo trên là sự thật. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cho biết nhân quyền Triều Tiên vẫn tệ hại. Mặc dù tích cực theo đuổi ngoại giao về chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên vẫn tiếp tục bóp nghẹt các quyền tự do cơ bản, duy trì các trại tù chính trị và giám sát chặt chẽ công dân của mình, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Với những diễn biến tích cực trong năm 2018 vừa qua, điều đáng tiếc hơn cả là tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn không thay đổi. Thomas Oyer Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, nói trong báo cáo mới nhất của mình. Triều Tiên đã đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn từ năm 2017 và tổ chức một số hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc trong năm qua, xuất đầu lộ diện sau nhiều thập niên bị cô lập. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc đàm phán thứ nhì vào tuần trước, nhưng các cuộc đàm phán của họ tại Việt Nam đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Trump nói vào ngày thứ Sáu rằng ông sẽ thất vọng nếu Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí và nhắc lại niềm tin của ông vào mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim. Ông Ochi Quintana nói, ông hy vọng việc hội nghị thượng đỉnh đột ngột kết thúc không gây tổn hại môi trường hòa bình cho cuộc đối thoại mà tất cả các bên đã nỗ lực đạt được trong suốt năm 2018. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết, ông tiếp tục nhận được báo cáo về sự tồn tại của các trại tù chính trị, nơi mà người dân bị gửi tới không thông qua xét xử, tra tấn và ngược đãi, được báo cáo là vẫn còn phổ biến và có hệ thống trong các cơ sở giam giữ.
Việc giám sát và theo dõi chặt mọi công dân và các hạn chế nghiêm ngặt khác như quyền tự do đi lại vẫn giữ nguyên, ông Ochi Quintana nói. Ông nói thêm, hệ thống hình phạt của Triều Tiên không thông qua thủ tục tố tụng và không đảm bảo xét xử công bằng. Ông nói rằng, ông đã liên lạc với Trung Quốc vào năm ngoái về 18 người Triều Tiên rời khỏi nước trước đó và bị câu lưu ở Trung Quốc. Giữa những lo ngại, họ sẽ bị buộc phải trở về quê hương, nơi những người đào tỉ khác được cho là đã chịu tra tấn và bạo lực tình dục. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi nới lỏng các chế tài áp đặt lên Triều Tiên vì các hoạt động hạt nhân của họ, nói rằng các chế tài đã dẫn đến những sự chậm trễ và gián đoạn đáng kể trong nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo tới khoảng 10,3 triệu người, hoặc 41% dân số thiếu thực phẩm, ông nói. Trong một báo cáo mang tính bước ngoặt vào năm 2014, các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nói rằng 80.000 đến 120.000 người được cho là đang bị giam giữ trong các trại tù ở Triều Tiên. Báo cáo ghi nhận tình trạng tra tấn và những vi phạm khác, nói rằng chúng có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Ông Ochi Quintana nói, những hạn chế, nỗi sợ hãi chính quyền và sự giám sát đã ăn sâu vào xã hội Triều Tiên đến nỗi một trong những người đào tị mà ông gặp ở Seoul trong một chuyến thăm gần đây kết luận cả nước là một nhà tù. Han Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói với Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Năm rằng đất nước của ông cam kết đối thoại và hợp tác thực sự để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi cũng bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ của một số phái đoàn vì họ có động cơ chính trị trong việc theo đuổi các mục đích thầm kín hơn là nhân quyền, ông Han nói. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tổng thống Trump nói Cohen từng xin ân xá nhưng ông từ chối. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết cựu luật sư riêng của ông Michael Cohen từng trực tiếp xin ông ân xá nhưng bị ông từ chối. Ông Cohen trước đây là một người thân tín trung thành với ông Trump nhưng đã trở mặt và đã nhận tội với một số cáo buộc hình sự. Luật sư tồi và kẻ lừa đảo Michael Cohen khai, chứng hữu thệ rằng ông ta chưa bao giờ xin ân xá, các luật sư của ông ta hoàn toàn mâu thuẫn với ông ta nói dối, ông Trump viết trên Twitter. Thêm nữa, ông ta còn trực tiếp xin được tôi ân xá, tôi nói không. Ông Cohen đáp lại bằng cách gọi những phát biểu của ông Trump là nói láo trắng trợn, lại thêm một mớ những lời nói dối khác của ông Donald Trump, ông viết trong một dòng tweet. Ông Cohen sẽ chấp hành bản án 3 năm tù vào ngày 6 tháng 5 vì đã nói dối quốc hội vào năm ngoái về những nỗ lực xây tòa nhà Trump Tower ở Moscow cùng với các cáo buộc khác. Ông Trump vào tháng 12 gọi ông Cohen là kẻ phản trắc vì hợp tác với các công tố viên và nói rằng ông này nên đi tù. Trong lời khai chứng công khai vào tuần rồi, trước một ủy ban của Hạ viện, ông Cohen gọi ông Trump, chủ của ông suốt hơn 10 năm, là kẻ kỳ thị chủng tộc, kẻ lừa đảo và một kẻ bịp bợm. Ông Cohen nói, ông đã góp sức vào dự án Moscow gần một năm, trong lúc ông Trump đang tranh cử tổng thống và hành động theo chỉ đạo của ông Trump, vi phạm luật tài chính, vận động tranh cử bằng cách sắp xếp chi trả các khoản tiền bịt miệng cho hai người phụ nữ tuyên bố từng có quan hệ tình dục với ông Trump. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Chính quyền Venezuela nhất quyết trục xuất đại sứ Đức. Bất chấp lời kêu gọi xem xét lại của Liên hiệp châu Âu, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro vào hôm qua ngày 8 tháng 3 năm 2019 đã phê chuẩn lệnh trục xuất ông Daniel Greener, đại sứ Đức tại Venezuela, bị chính quyền Caracas xem là nhân vật không được hoan nghênh. Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Ariza khẳng định rằng việc trục xuất hoàn toàn đúng theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Federica Morini kêu gọi Caracas xem xét lại quyết định trục xuất đại sứ Đức. Bị kết tội can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, đại sứ Daniel Greener vào hôm thứ Tư 6 tháng 3 đã bị buộc rời nước Nam Mỹ này trong vòng 48 tiếng đồng hồ, theo thông tấn viên RFI Benjamin Delil tại Caracas. Đại sứ Đức đã là một trong 13 đại sứ phương Tây ra sân bay đón Tổng thống tự phong Juan Guaido khi ông trở về Caracas vào hôm thứ Hai 4 tháng 3. Có thể nói đây là đòn phản công của chính quyền Nicolas Maduro sau vụ trở về toàn thắng của Juan Guaido. Daniel Greener, đại sứ Đức được mời rời Venezuela trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông bị tố cáo can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia này vì hôm 4 tháng 3 ông đã ra đón lãnh đạo đối lập người bị dọa bắt vì đã rời đất nước bất chấp lệnh cấm xuất cảnh.
Berlin cho là không hiểu quyết định trục xuất trên và tái khẳng định sự hậu thuẫn đối với ông Juan Guaido. Đối với chính quyền Venezuela thì không thể chấp nhận việc một nhà ngoại giao hành động như một lãnh đạo chính trị, nhất là để hậu thuẫn cho âm mưu của phe cực đoan đối lập tại Venezuela. Quyết định trục xuất này giống như một lời đe dọa gửi đến các đồng minh quốc tế của ông Guaido, vì không chỉ có một mình ông Daniel Kramer ra đón Guaido, hơn một chục nhà ngoại giao Âu và Mỹ khác cũng có mặt, nhưng không bị trục xuất. Đối với ông Nicolas Maduro, đây là một cách cho thấy ông không nhượng bộ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.